Các bạn, đây là mấy cái màu của cái ly giữ nhiệt của cái hãng tên này, mình cũng không biết đọc chính xác nó là tên gì nữa, nhưng mà đây là cái màu đó, đây là màu xanh lim nè, màu đỏ mận nè, màu full đen nè, còn đây là màu cam. Thì với màu cam như vậy các bạn thấy trống trơn á, tại vì mình chưa có dán cái miếng dán của nó thôi. Đây là logo của hãng này nhá, có như hàng ngọn núi vậy đó, đây logo của nó đây. Với cái ly này á thì nó sẽ có dung tích là 30 oz, tương đương với là 897 ml, và đây là một loại ly tumbler nên cái này thì các bạn có thể đẩy vô xe hơi rất là dễ dàng. Và giá của con này á thì nó rất là rẻ, nó sử dụng inox 304 vô cùng xịn sò luôn. Đây, cực kỳ chắc chắn, các bạn có thể để mình mở ra cho các bạn xem. Đó, nó rất là dày. Và giữ nhiệt của nó thì giữ nhiệt đá nha, là lạnh đó, là khoảng 18 đến 24 tiếng, nên cái việc mà bạn mang một cái ly này để đi chơi nguyên một buổi, nguyên một ngày luôn, từ sáng tới chiều hoặc qua tới ngày hôm sau vẫn bình thường và nước vẫn lạnh cho các bạn để uống. Còn đây là cái nắp của nó thì đây, chỗ này thì các bạn có thể để ống hút hoặc là đậy lại như vậy. Còn đây cũng có một chỗ để ống hút nữa, nó to hơn một chút xíu. Đậy lại luôn. Giá của mấy cái ly này thì vô cùng rẻ. Nếu mà các bạn nào muốn mua thì đây là số điện thoại bên mình. Hoặc là các bạn cứ vào fanpage bên mình là trên Facebook 1994 to, hoặc là link mua hàng được miễn phí vận chuyển mình sẽ để bên dưới nha. Rồi, xin chào các bạn.